tả đồ chơi mà em yêu thích. Tập làm văn lớp 4. Bài văn mẫu 1. Tả gấu bông. Từ những ngày em còn rất nhỏ, mọi người trong gia đình rất hay mua cho em những thứ đồ chơi thú vị, xinh xắn. Nào là búp bê, bộ đồ nấu ăn, bộ đồ chơi bác sĩ. Nhưng em vẫn thích nhất là cô gấu bông Lisa mà chị gái em mua tặng nhân dịp sinh nhật tròn 8 tuổi của mình. Cô gấu Lisa đã ở cùng với em được 2 năm rồi. Lisa có vóc hình to lớn tầm bằng em, vậy nên khi ngủ em hay đặt Lisa nằm cạnh, và Lisa như một người hùng luôn canh giấc để em có những giấc mơ đẹp. Lisa có màu lông màu vàng nhạt, những sợi lông được làm rất mềm mại, khi vuốt ve sẽ tạo cảm giác êm dịu vô cùng. Hai cánh tay của Lisa dài và to tầm bằng bắp tay nhỏ của em. Thân hình Lisa trắng và mập, bên trong là lớp áo lông, bọc bên ngoài là những lớp bông nhẹ xốp. Hai chân Lisa ngắn và được thiết kế xếp ngang để Lisa có thể ngồi và không đổ gục. Hai mắt của cô gấu bông này đen, tròn, xếp đối xứng hai bên. Cái mũi nhỏ nhẵn màu đen bóng được gắn gọn trên đường chỉ tạo nét cười cho miệng của Lisa. Hai tai Lisa rủ xuống, mềm mại, một bên tai được gắn chiếc nơ hồng rất đáng yêu. Lisa còn được trang hoàng những bộ váy rất lộng lẫy do chính tay chị gái em may tặng. Ôi, em mới yêu mến Lisa làm sao? Lisa có thân hình và vòng tay lớn. Mỗi khi có chuyện gì buồn em thường nằm cạnh Lisa, lấy cánh tay Lisa vòng qua lưng mình, coi Lisa như một người thân thiết để rủ rỉ những lời tâm tình. Lisa đã trở thành một người bạn thân thiết của em từ bao giờ. Em sẽ mãi cố gắng bảo vệ, nâng niu món quà của chị gái, nâng niu người bạn rất thân thiết của mình. Em mới yêu Lisa làm sao? Dù cho mai này em có lớn lên, Lisa có cũ đi nhưng em vẫn mãi không bao giờ quên cô bạn thân thiết ấy. Và với em Lisa vẫn mang đến một giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Bài văn mẫu 2. Tả robot. Tủ đồ chơi của em có rất nhiều đồ thú vị, nào là những máy bay điều khiển từ xa, những ô tô tải, ô tô kéo, nào những máy chơi game thông minh. Nhưng với em, chú robot vẫn là món đồ em yêu thích nhất. Con robot này là món quà của bố dành tặng em nhân lần sinh nhật thứ 7. Robot không to lắm nhưng rất đẹp. Chú robot khoác trên mình chiếc áo màu xanh dũng mãnh, như những robot trong những phim siêu anh hùng vậy. Robot được làm bằng nhựa bóng, quét một lớp bóng bên ngoài nên trông sáng bóng và thật đẹp. Chú robot gồm phần đầu, thân và các bộ phận tay chân khác. Đầu robot nhỏ, không thấy mắt mà chỉ có một tấm kính màu đen che mắt. Thế mới là một người dũng sĩ chứ. Phía thân của robot gồ ghề, trước ngực còn mang một tấm áo giáp hình tam giác. Chiếc áo giáp được làm công phu và chắc chắn, có thể chống đỡ tất cả mọi vũ khí tấn công của kẻ thù. Bàn tay robot nắm chắc lại như những cú đấm sắt huyền thoại ở trên phim vậy. Em luôn tưởng tượng ra những cú đấm có thể phá hủy và đánh trả lại tất cả kẻ xấu. Ở khuỷu tay và khuỷu chân đều có những miếng nhựa nhỏ gắn ở đó. Có lẽ là để gia tăng thêm sức mạnh cho người anh hùng. Điều đặc biệt ở con robot này không chỉ là bề ngoài đẹp, thể hiện được sức mạnh của siêu anh hùng mà còn là khả năng biến hóa thành ô tô. Khi cần, những cánh tay và chân sẽ tự động thu lại, các bộ phận biến chuyển để lắp ráp với nhau, biến thành một chiếc ô tô chiến đấu cũng đẹp không kém. Chiếc ô tô với tốc độ phi thường có thể đuổi kịp bất cứ đối thủ nào, rồi lại biến thành robot để tiêu diệt chúng. Robot chính là niềm tự hào của em. Món quà sinh nhật ấy là niềm ngưỡng mộ của tất cả lũ bạn, khiến cho em thấy rất vui. Em thường mang robot ra hiên để ngắm và chơi cùng lũ bạn. Những ngày đầu, em còn ôm robot đi ngủ, nói chuyện với nó nữa. Robot như một người bạn thực sự của em vậy. Sau này, em có những món quà mới, những đồ chơi mới,
những robot như thế cũng không còn xa lạ gì. Nhưng nó đã gắn bó với tuổi thơ em. Em sẽ yêu quý và giữ gìn người bạn ấy thật tốt. Bài văn mẫu 1, tả gấu bông. Từ những ngày em còn rất nhỏ, mọi người trong gia đình rất hay mua cho em những thứ đồ chơi thú vị, xinh xắn. Nào là búp bê, bộ đồ nấu ăn, bộ đồ chơi bác sĩ. Nhưng em vẫn thích nhất là cô gấu bông Lisa mà chị gái em mua tặng nhân dịp sinh nhật tròn 8 tuổi của mình. Cô gấu Lisa đã ở cùng với em được 2 năm rồi. Lisa có vóc hình to lớn tầm bằng em, vậy nên khi ngủ em hay đặt Lisa nằm cạnh, và Lisa như một người hùng luôn canh giấc để em có những giấc mơ đẹp. Lisa có màu lông màu vàng nhạt, những sợi lông được làm rất mềm mại, khi vuốt ve sẽ tạo cảm giác êm dịu vô cùng. Hai cánh tay của Lisa dài và to tầm bằng bắp tay nhỏ của em. Thân hình Lisa trắng và mập, bên trong là lớp áo lông, bọc bên ngoài là những lớp bông nhẹ xốp. Hai chân Lisa ngắn và được thiết kế xếp ngang để Lisa có thể ngồi và không đổ gục. Hai mắt của cô gấu bông này đen, tròn, xếp đối xứng hai bên. Cái mũi nhỏ nhẵn màu đen bóng được gắn gọn trên đường chỉ tạo nét cười cho miệng của Lisa. Hai tai Lisa rủ xuống, mềm mại, một bên tai được gắn chiếc nơ hồng rất đáng yêu. Lisa còn được trang hoàng những bộ váy rất lộng lẫy do chính tay chị gái em may tặng. Ôi, em mới yêu mến Lisa làm sao? Lisa có thân hình và vòng tay lớn. Mỗi khi có chuyện gì buồn em thường nằm cạnh Lisa, lấy cánh tay Lisa vòng qua lưng mình, coi Lisa như một người thân thiết để rủ rỉ những lời tâm tình. Lisa đã trở thành một người bạn thân thiết của em từ bao giờ. Em sẽ mãi cố gắng bảo vệ, nâng niu món quà của chị gái, nâng niu người bạn rất thân thiết của mình. Em mới yêu Lisa làm sao? Dù cho mai này em có lớn lên, Lisa có cũ đi nhưng em vẫn mãi không bao giờ quên cô bạn thân thiết ấy. Và với em Lisa vẫn mang đến một giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Bài văn mẫu 2, tả robot. Tủ đồ chơi của em có rất nhiều đồ thú vị, nào là những máy bay điều khiển từ xa, những ô tô tải, ô tô kéo, nào những máy chơi game thông minh. Nhưng với em, chú robot vẫn là món đồ em yêu thích nhất. Con robot này là món quà của bố dành tặng em nhân lần sinh nhật thứ 7. Robot không to lắm nhưng rất đẹp. Chú robot khoác trên mình chiếc áo màu xanh dũng mãnh, như những robot trong những phim siêu anh hùng vậy. Robot được làm bằng nhựa bóng, quét một lớp bóng bên ngoài nên trông sáng bóng và thật đẹp. Chú robot gồm phần đầu, thân và các bộ phận tay chân khác. Đầu robot nhỏ, không thấy mắt mà chỉ có một tấm kính màu đen che mắt. Thế mới là một người dũng sĩ chứ. Phía thân của robot gồ ghề, trước ngực còn mang một tấm áo giáp hình tam giác. Chiếc áo giáp được làm công phu và chắc chắn, có thể chống đỡ tất cả mọi vũ khí tấn công của kẻ thù. Bàn tay robot nắm chắc lại như những cú đấm sắt huyền thoại ở trên phim vậy. Em luôn tưởng tượng ra những cú đấm có thể phá hủy và đánh trả lại tất cả kẻ xấu. Ở khuỷu tay và khuỷu chân đều có những miếng nhựa nhỏ gắn ở đó. Có lẽ là để gia tăng thêm sức mạnh cho người anh hùng. Điều đặc biệt ở con robot này không chỉ là bề ngoài đẹp, thể hiện được sức mạnh của siêu anh hùng mà còn là khả năng biến hóa thành ô tô. Khi cần, những cánh tay và chân sẽ tự động thu lại, các bộ phận biến chuyển để lắp ráp với nhau, biến thành một chiếc ô tô chiến đấu cũng đẹp không kém. Chiếc ô tô với tốc độ phi thường có thể đuổi kịp bất cứ đối thủ nào, rồi lại biến thành robot để tiêu diệt chúng. Robot chính là niềm tự hào của em. Món quà sinh nhật ấy là niềm ngưỡng mộ của tất cả lũ bạn, khiến cho em thấy rất vui. Em thường mang robot ra hiên để ngắm và chơi cùng lũ bạn.
Những ngày đầu, em còn ôm robot đi ngủ, nói chuyện với nó nữa. Robot như một người bạn thực sự của em vậy. Sau này, em có những món quà mới, những đồ chơi mới. Những robot như thế cũng không còn xa lạ gì, nhưng nó đã gắn bó với tuổi thơ em. Em sẽ yêu quý và giữ gìn người bạn ấy thật tốt. Hai mẫu văn hay, tả đồ chơi mà em yêu thích, tập làm văn lớp 4. Đến đây là hết.